Kính chào quý khán thính giả đã đến với tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta cần phải chú ý tới rất nhiều từ. Trong đó, bốn từ sau đây, quý khán thính giả tuyệt đối không được bỏ qua nếu muốn sử dụng thành thạo thì quá khứ đơn hiện tại hoàn thành. Từ đầu tiên, Mr. Định xin hướng dẫn quý khán thính giả dùng for ở quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành for là một giới từ được dùng ở cả hai thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành câu hỏi đặt ra là câu hỏi đặt ra là nghĩa của for ở quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành có giống nhau không câu trả lời là khác nhau vậy khác nhau như thế nào xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với các ví dụ sau đây Ví dụ số 1. I learned English for two years. Với câu I have learned English for two years. For trong hai câu này khác nhau. Khác nhau ở chỗ. Đối với câu quá khứ đơn I learned English for two years thì hai năm này là một khoảng thời gian trong quá khứ việc học tiếng anh đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ không còn liên quan gì tới hiện tại quý khán thính giả có thể nhìn thấy trên giản đồ hình hai ngôi sao bắt đầu và kết thúc khoảng thời gian hai năm đã học tiếng anh còn ở câu hiện tại hoàn thành i have learned english for two years tôi đã học tiếng anh được hai năm rồi thì hai năm ở đây là một điểm bắt đầu trong quá khứ và tính đến hiện tại là được hai năm như vậy việc học tiếng anh bắt đầu hai năm trước đó và đến bây giờ vẫn còn tiếp diễn ví dụ tương tự I worked here for half a month tôi đã làm việc ở đây nửa tháng và câu I have worked here for half a month. Đối với câu đầu tiên, câu quá khứ đơn, thì tôi làm việc ở đây được nửa tháng và tôi đã nghỉ việc rồi. Khoảng thời gian nửa tháng đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ. Còn ở câu hiện tại hoàn thành, thì cách đây nửa tháng, tôi bắt đầu làm việc cho đến bây giờ. I have worked here For half a month. Ví dụ số ba: I lived in California for three years and a half. và câu: I have lived in California for three years and a half. tôi đã sống ở California trong ba năm rưỡi. và ở đây nghĩa của nó là ba năm rưỡi là một khoảng thời gian tôi đã sống ở cali đã bắt đầu và kết thúc trong quá khứ không còn liên quan gì tới hiện tại hay nói cách khác tôi đã chuyển đi sống ở một nơi khác đối với câu ở hiện tại hoàn thành i have lived in california for three years and a half ba năm rưỡi tính từ lúc bắt đầu sống ở california tới hiện tại là được ba năm rưỡi Ví dụ tiếp theo. She stayed in that house for half a decade. Và câu she has stayed in that house for half a decade. Trong ví dụ này chúng ta có từ decade là thập kỷ hay nói cách khác là 10 năm. Câu đầu tiên quá khứ đơn. She stayed in that house for half a decade bà ấy đã sống ở căn nhà đó trong nửa thập kỷ. Thì nửa thập kỷ hay năm năm là một khoảng thời gian trong quá khứ và không còn liên quan gì tới hiện tại. Sau năm năm đó, bà ấy đã chuyển tới sống ở một nơi khác. Khác với câu quá khứ đơn thì ở câu hiện tại hoàn thành, She has stayed in that house for half a decade. For decade ở đây là một khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu ở trong căn nhà đó đến bây giờ vẫn ở trong căn nhà đó là được 5 năm rồi. Half a decade, nửa thập kỷ. Ví dụ tiếp theo, it didn't rain here for a long time. Và câu, it hasn't rained here for a long time. For a long time trong câu quá khứ đơn là một quãng thời gian dài, đã kết thúc không còn liên quan gì tới hiện tại. Khác với đó là hiện tại hoàn thành. For a long time, tính từ lúc bắt đầu trời không mưa tới hiện tại là lâu lắm rồi. It hasn't rained here for a long time. Lâu lắm rồi ở đây trời không có mưa. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là cách sử dụng for. Phần tiếp theo trong bài hôm nay, Mr. Định xin chia sẻ cách dùng hai từ last và ago. Last có nghĩa là trước. Đây là một từ thường đi trước danh từ chỉ thời gian trong câu quá khứ đơn. Còn từ ago có nghĩa là cách đây, là một từ thường đi sau danh từ chỉ thời gian trong câu quá khứ đơn. Xin nhắc lại, last và ago là hai từ được dùng ở câu quá khứ đơn, trong đó last đi trước danh từ chỉ thời gian và ago thì đi sau danh từ chỉ thời gian. Ví dụ, I bought this car last week. I bought this car last week. Tôi đã mua chiếc xe này tuần trước. Vậy thì last đi trước danh từ week. Ví dụ tiếp theo là I bought this car a week ago. I bought this car a week ago. Tôi đã mua chiếc xe này cách đây một tuần rồi. Vậy thì ago đi sau danh từ week. ví dụ tiếp theo cô ấy đã bắt đầu công việc mới tháng trước she started her new job last month và câu she started her new job a month ago cô ấy đã bắt đầu công việc mới cách đây một tháng Ví dụ tiếp theo. They got married last year. Họ đã kết hôn năm ngoái. Và câu They got married a year ago. Họ đã kết hôn cách đây một năm. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi là cách sử dụng của last và ago. Phần cuối cùng trong bài hôm nay, Mr. Định sẽ hướng dẫn quý khán thính giả dùng từ past Bên cạnh chức năng là một động từ thì past thì past là một tính từ mang nghĩa là dĩ vãng, quá khứ. Cấu trúc này, Mr. Định muốn chia sẻ cách dùng past là the cộng với past cộng với số đếm và cộng với thời gian, có nghĩa là bao lâu qua. Ví dụ, He hasn't treated me well for the past few years. Anh ta đối xử không tốt với tôi trong nhiều năm qua. Vậy nhiều năm qua. The past few years. He hasn't treated me well for the past few years. Ví dụ tiếp theo The house price has increased successively for the past 10 months. Giá nhà đã tăng lên liên tục trong 10 tháng qua. Cụm từ 10 tháng qua, the past 10 months. Hay là ở ví dụ I haven't met him again for the past 20 days. Tôi không gặp lại anh ấy trong vòng 20 ngày qua rồi. I haven't met him again for the past 20 days. Quý khán thính giả thân mến, vừa rồi Mr. Định đã hướng dẫn quý khán thính giả cách dùng for ở quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, cách dùng last và ago ở quá khứ đơn và cách dùng past. Thank you for watching and goodbye.